Skippy đi buồn cậu hết. Lần này có mày chạy thoát đi đâu được nữa. Mày chết đi. Cuối cùng cũng đã khống chế được cái lũ khốn kiếp này ra khỏi thành phố của loài người rồi. Hay quá, hay quá. Tiếp tục chiến đấu đi TV Man. Thật là tuyệt vời. Tôi đang quay phim ngày đây. Cái gì thế này? Một thằng nhóc con đang quay phim chụp hình mình à? Chết tiệt, mau xó ngay. Đừng hiểu lầm. Tôi không phải muốn bôi xấu ngày đâu. Tôi chỉ quay lại những khoảnh khắc chiến đấu của ngày cho cả thế giới này biết ngày mạnh mẽ như thế nào. Tôi không còn. Ngày làm gì với cái điện thoại của tôi vậy? Sao ngày ném nó xuống biển? Không, điện thoại của tôi. Chào các bạn, tôi là một cậu bé học sinh. Tôi rất thần tượng TV Man và muốn ghi lại tất cả khoảnh khắc chiến đấu của ngày ấy để khoe với tất cả bạn bè và mọi người. Do thế tôi quyết định trộm tiền của mẹ mình để mua một chiếc điện thoại đắt tiền. Và lần đầu tiên tôi nhìn thấy TV Man chiến đấu với Skibidi Toilet, tôi cũng nhanh chóng ghi hình lại khoảnh khắc này. Nhưng thật không ngờ ngày ấy đã lấy mất điện thoại của tôi và ném xuống biển. Chuyện gì nữa đây? Cá mập. Không. Mình vẫn còn sống hay sao? Sao trong này tối quá vậy? Hình như mình trong bụng con cá khốn kiếp này. Ra ngoài rồi. Nhưng sao người của mình không có cảm giác gì thế này? Khốn kiếp. Tất cả là do tên TV Man khốn kiếp đâu. Mình phải báo thù ác. Tôi cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cơ thể của tôi nữa. Rõ ràng lúc này tôi đã bị con cá mập cắn mất đầu và giết chết rồi mà. Tự dưng trong bụng con cá mập có thứ gì đó gắn vào cái phần đầu bị mất của tôi, truyền một thứ sống gì đó khiến người tôi giật bắn dậy. Sau đó tôi vùng quẩy và xé toạc cơ thể của con cá mập đó. Tôi cố gắng leo lên bờ. Là tiếng điện thoại, sao nghe quen quá vậy? Chính xác là điện thoại của tôi mà. Nó nằm ở đâu vậy? Ở trên. Trời đất ơi, nó nằm ở trên phần đầu của tôi. Thì ra nó chính là cái thứ đã thay thế đầu của tôi bị mất. Không. Bây giờ lòng của tôi vô cùng căm phẫn. Tôi dồn tất cả oán hận lên người của tên TV Man. Tôi phải quyết báo thù hắn. Nhưng hắn rất mạnh, do đó tôi đã suy nghĩ ra một cách vô cùng táo bạo. Tôi mượn gió bẻ măng. Tôi đã di chuyển vào trong rừng sâu đi tìm những loài vô cùng mạnh mẽ khác. Và tôi phát hiện được 7 loài cameraman. Được rồi, tôi sẽ giết chết những tên canh gác cameraman này và vu oan giá họa lên đầu cho TV Man. Ngươi tại sao lại giết bọn ta? Ngươi hãy báo với dòng loại của ngươi, chính TV Man đã sai khiến ta làm điều này. Và kế hoạch của tôi đã thành công. Loài cameraman vô cùng tức giận khi thấy có một kẻ dưới trướng của TV Man tiêu diệt người của bọn chúng. Thế là thủ lĩnh của bọn chúng đã đi tìm TV Man và có một cuộc chiến với hắn. Cái gì chứ? Cameraman bị vu oan cho ta à? Rõ ràng ta không hề sai thuộc hạ tới giết con cháu của ngươi. Mẹ kia, ngươi dám làm mà không dám nhận hay sao? Rõ ràng con cháu của ta bị một tên chết tiệt nào đó cắt cổ giết chết. Hắn còn nói chính ngươi sai khiến hắn. Bây giờ ta phải bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Mẹ kiếp, ta bảo ta không có làm rồi. Ngươi thật cứng đầu. Vậy thì đừng có trách ta ra tay độc ác. Chết đi. Chết tiệt thật. Tên cameraman thủ lĩnh đó thật là yêu ớt. Không giết chết được tên TV Man, trả món thù cho mình. Để tên khốn kiếp đó chạy mất rồi. Phải làm sao bây giờ? À đúng rồi, tên cameraman thủ lĩnh này đã chết. Cơ thể hắn khổng lồ và đầy sức mạnh. Mình sẽ ăn thịt thứ chết tiệt này, hút hết toàn bộ sức mạnh của hắn. Tôi cũng lập tức nhào tới. Và vì sự oán thù, tôi đã đánh mất nhân tính của mình. Bây giờ tôi không còn là một cậu bé ngày thơ hâm mộ TV Man nữa, mà tôi đã thật sự trở thành một con ác quỷ đầu điện thoại di động to lớn và lòng đầy hận thù với TV Man.
đâu rồi? Ta TV Man khốn kiếp, ngươi mau ra đây. Nếu ngươi không ra, ta sẽ giết chết luôn con người ở đây, quay nát thành phố đây. Dừng lại, hết lũ Skibidi Toilet. Bây giờ tới thứ quái vật chết tiệt gì đó đây? Hả? Một con quái vật thân hình trẻ con có đôi cánh ác quỷ với cái đầu điện thoại di động à? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Cái gì thế kia? TV Man là ngươi đó à? Trời đất ơi, sao ngươi trở nên khổng lồ to lớn thế? Mẹ kiếp, không thể nào, không thể nào. Hả? Chính nghĩa công lý luôn giành phần thắng. Ông trời đã giúp ta phát hiện ra một kẻ dẫn dụ lũ Skibidi tới đây. Ta đã ăn thịt kẻ đó thì hấp thu nguồn năng lượng của hắn, khiến ta trở thành tài tần TV Man. Còn ngươi nữa, thằng ác con, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao ngươi muốn tìm ta được đến đây tiêu diệt con người chứ? Mẹ kiếp, ngươi không nhận ra ta hay sao? Ta chính là thằng nhóc con quay phim chụp ảnh ngươi, nhưng bị ngươi hãm hại. Ta rơi xuống biển, rồi bây giờ ta thành như thế này. Ta tới đây để báo thù ngươi. Cái gì? Thằng nhóc con thì ra là mày. Mày đi quá xa rồi đó. Chết tiệt, đau quá. Cũng may mình nói cho hắn mình là thằng nhóc con trước đây, hắn mới tha mạng cho mình. Nhưng ngươi tha mạng cho ta không đồng nghĩa ta cảm ơn ngươi đâu. Mọi thù ta vẫn phải trả. Khoan, hồi nãy tình khốn kiếp TV Man nói rằng hắn hóa tai tành là cái gì đó với lũ Skibidi Toilet. Không lẽ lũ Skibidi Toilet cũng có một nguồn năng lượng nào đó hay chăng? Vậy thì mình sẽ tìm cái lũ bồ câu khốn kiếp đó, ăn thịt lũ chết tiệt đó, để xem thử người của mình có mạnh mẽ giống như tên TV Man kia không. Thế là tôi cũng đã nhanh chóng chạy khắp mọi nơi, di chuyển vào tất cả các khu rừng sâu để tìm kiếm tung tích của lũ bồ câu to lớn. Tôi đi ngày đi đêm và mất rất nhiều thời gian. Cuối cùng tôi đã phát hiện ra được dấu vết của bọn chúng. À, bọn chúng nằm trên cái vùng đảo đằng kia kìa. Hay quá, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Đau quá, TV Man chết tiệt. Hắn làm chúng ta ra đâu nổi như thế này. Chúng ta thề một ngày nào đó sẽ báo thù hắn. Này, lũ Skibidi Toilet Boss, các người không phải chờ một ngày nào đó đâu. Ta sẽ thay thế các người báo thù và giết chết TV Man ngay lập tức hôm nay. Cái gì chứ? Người là kẻ nào mày? Làm sao ngươi đủ khả năng giết chết tên TV Man? Ta chính là Mobifone Man, quái vật điện thoại di động. Đúng vậy, ta sẽ giết chết tên TV Man. Đổi lại, các người phải dùng cơ thể tính mạng của các người để cho ta ăn thịt. Gai. Sự tàn ác của tôi tăng lên gấp 100.000 lần. Và tôi đã giết chết lũ Skibidi Toilet một cách tàn độc. Tôi ăn luôn thịt bọn chúng, hấp thu hết tất cả lũ Toilet này. Và thật bất ngờ, mọi chuyện đã xảy ra ngoài dự đoán của tôi. Tôi đã trở thành một tai tần, nhưng hình dạng của tôi đã biến thành một con ác quỷ thất thủ. Trên người của tôi mọc vô số chiếc điện thoại di động. Hay lắm. Vậy thì ta sẽ sử dụng sức mạnh cùng cơ thể tai tần Mobifone di động này đến lúc tiêu diệt tên TV Man. Tôi nhanh chóng tiến thẳng vào trong thành phố lại, và tôi lại tiếp tục đập phá thế giới của con người để ép tên kẻ thù khốn kiếp của tôi phải lộ mặt. Cứu chúng tôi mày, tai tần TV Man. Hả? Đồng kia, người dân đang la hét gặp nạn. Chết tiệt, lại xuất hiện thêm cái thứ gì nữa đây? Một con ác quỷ cơ thể đầy điện thoại di động à? Không lẽ lại là cái thằng nhóc em bé đó? Mau dừng lại, tình khốn kiếp. Lần này người thông minh hơn đó, tai tần TV Man à. Vừa nhìn thấy ta đã nhận ra ta rồi. Người thật bất ngờ đúng không? Bây giờ ta cũng to lớn như một tai tần rồi nè. Tất cả là nhờ người ban cho ta đó. Nhưng mà ta không cảm ơn ngươi đâu. Ngược lại, ta muốn lấy cái mạng khốn kiếp của ngươi để chuốc
cơn giận ngày xưa. Chết tiệt, ngươi mau dừng lại đi. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm mà, ta chỉ muốn quay clip chụp hình sự vinh vang của ngươi, mà ngươi không cho, ngươi lại đối xử với ta. Bây giờ ngươi ngã gục dưới chân ta rồi, ngươi lại nói đó là sự hiểu lầm. Đến lúc rồi, ta sẽ phá tan tất cả những gì ngươi gây dựng nên, khiến cho ngươi phải đau khổ, chết không nhắm mắt. Mày không hớt được tao con trai, tôi bi không tình yêu.